Để em nói cho chị biết nhá. Tất cả những gì lấp lánh ấy đều khiến cho chúng ta mất cảnh giác, hiểu chưa? Em nói thế là thế nào? Mọi người ăn có thấy vừa miệng không ạ? Ngon lắm cháu ạ. Dạ vâng ạ. Con nghe Hòa kể là bác trai nhà mình là người miền Nam, nên con đã có nhờ nhà bếp trưởng pha thêm một ít vị ngọt để phù hợp với gia đình mình hơn. Cảm ơn cháu. Được cái là nhà bác cũng thiên về vị ngọt. Ngọt nhất là bác trai với lại thằng Gia con trai bác. Hôm nay anh Gia không đến à bác? Anh Gia phải đi đoàn phim anh ạ. Cũng sắp ọp rồi nên chắc anh ấy không qua được đâu. Không sao. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, thưa hai bác, cháu và Hòa quen nhau cũng gần 5 tháng thôi ạ. Cháu rất xin lỗi vì không sắp xếp được thời gian để qua thuê chuyện với hai bác sớm hơn. Vậy cháu cũng biết con Hòa đã có đứa con trai rồi chứ? Dạ, cháu biết ạ. Cháu cũng đã gặp Thuận rồi ạ. Ba ơi, anh Trường hay phải đi công tác nước ngoài ạ. Nên thời gian vừa qua chưa có dịp đưa bé Thuận đi chơi. Nhưng mà anh hứa với con là đợt tới cho cả hai mẹ con đi du lịch luôn anh nhỉ? Vâng ạ. Dạ thôi, cảm ơn mọi người. Anh ăn nhiều nhá. Ăn đi em. Ngon. What? I'm sorry about this. Good moment. Oh my god. I'm so sorry. For you. I clean so up for you. May I clean for you? What happened? I'm sorry. May I clean for you? Sorry, We are so sorry. May I have the honor to make it up to you. Your dinner is on me. Is it okay? Okay. Thank you. Em ơi, cái tính cái bill này cho anh nhé. Dạ vâng. Thank you. Thank you. Em cảm ơn anh ạ. Mọi chuyện xong rồi ạ. Mọi người dùng bữa tiếp đi ạ. Lát nữa sẽ có món tráng miệng. Đây là món đặc trưng của quán. Ngon lắm ạ. Sao đó anh? Chị không biết đâu. Cái bà khách đấy khó tính dã man luôn. Làm em đau hết cả tim. Tan 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 tan. Thế nào? Thấy chàng của mình có được không các bạn? Number one luôn. Em thấy anh ý nhá, cứ một câu em hòa, hai câu em hòa. Không hiểu sao ấy, lúc nào bên cạnh anh ý chị cũng cảm giác kiểu chị là một cô công chúa bé nhỏ trong lòng anh ấy. Ôi, thôi, khiếp. Cái gì? Vừa mới quen nhau có vài tháng mà công việc của ông này em thấy hay phải đi công tác xa. Chị phải tìm hiểu cho thật kỹ vào. Đương nhiên là phải tìm hiểu rồi. Cứ làm thì người ta mới yêu lần đầu không bằng. Này, để em nói cho chị biết nhá. Tất cả những gì lấp lánh ấy đều khiến cho chúng ta mất cảnh giác, hiểu chưa? Em nói thế là thế nào? Ý em là chị chọn người yêu chị chỉ cần nhìn cái vẻ bên ngoài với cả cái túi tiền của họ thôi à? Ý em không phải thế. Nhưng mà em không muốn chị vội vàng. Hiểu rồi, cô gái sâu sắc ạ. Nhưng mà ý ra chị yêu bằng cảm xúc con tim. Chị yêu chị nói yêu, chị nói nhớ. Đâu có như ai kia giữ khư khư ấy. Xong bây giờ thành củi khô mục. Sao tự nhiên chị lại đá xoáy em thế? Không phải à. Chị chưa giờ thấy em vui với cái hạnh phúc của chị ấy. Có mà em đang ghen tị với hạnh phúc của chị thì có ấy. Ơ kìa, chị Hoa. Cái bà này. Mỗi lần nhắc đến ông Trường ấy, lại nhảy dựng lên. Vừa nãy ở quán ăn còn dịu dàng lắm cơ mà. Nhìn cái gì? Không đúng à? Em chưa uống nước ạ. Em đi uống nước nhá. Ngồi im đấy. Tối nay đã đi chơi rồi, giờ phải học bù nhá. Không. Phim Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.